chú ý cái bài này, tại vì hầu như là mình đi lâm sàng sẽ gặp cái bệnh này rất là nhiều ha. Cái gì như anh chị mà thi 20 người mà vô trong khoa thận thì có khoảng 16, 17 người là vô cái bệnh này ha. À, mình lưu ý thứ nhất, lưu ý thứ hai là trong cái bài này được viết là có hai định nghĩa khác nhau. Hai định nghĩa thứ nhất là suy thận mạn và thứ hai là bệnh thận mạn. À, tại sao hai định nghĩa này? Tại vì hiện tại thì người ta chỉ sử dụng cái chẩn đoán là bệnh thận mạn thôi. Tuy nhiên khi mà anh chị đi lâm sàng, ví dụ như đi trong khoa trung ương thì có một số bệnh viện người ta vẫn sử dụng cái hệ thống phân loại ICD-10 nên ta vẫn chẩn đoán là suy thận mạn. Vậy khi lâm sàng các anh chị chẩn đoán suy mạn cũng được mà bệnh thận mạn cũng được, nhưng mà lưu ý là mình chẩn đoán suy thận mạn thì mình sẽ phân nó giai đoạn như thế nào và bệnh thận mạn và phân giai đoạn như thế nào, nên lưu ý trong cái bài này. Thì đầu tiên là mình sẽ đi vào cái phần nghĩa suy thận mạn trước. Suy thận mạn này là trước đây ha, trước cái thời điểm mà ra định nghĩa bệnh thận mạn thì cái phổ là suy thận mạn thôi. Người ta định nghĩa suy thận mạn này thì thấy trong cái từ đó là suy thận mạn gồm hai vế, nhất là suy thận hay là mãn tính. Thì khi nào mà gọi là suy thận ha, để đánh giá một bệnh nhân có suy thận hay không thì mình dựa vào độ lọc cầu thận giảm cái mốc mà cắt để mà gọi là suy thận đó, người ta sử dụng cái mốc 80 ml trên phút. À, vì vậy khi đi lâm sàng một cơn chị mà khi trình đến đầu giường đó thì có những bệnh nhân suy mạn giai đoạn cuối tiểu trên lít ngày, thì khi mà hỏi là ủa tại sao suy mạn giai đoạn cuối mà tiểu trên lít một ngày thì không biết sao trả lời, không biết sao trả lời. Thì mình lưu ý là suy thận mạn này là suy thận là dựa vào gì, giảm độ lọc cầu thận, chứ ta không có dựa vào giảm tích nước tiểu. Nhưng mà đa số trường hợp mà suy thận mạn giai đoạn cuối thì người ta tiểu ít hoặc là vô nhiều, nhưng một số trường hợp thì vẫn là đi tiểu nhiều, nhưng mà mình để đánh giá bệnh nhân nó giai đoạn nào thì mình phải dựa vào cái độ lọc cầu thận, lưu ý. Còn cái chữ mạn là thời gian phải trên 3 tháng ha, trên 3 tháng. Thì cái đặc điểm của suy thận mạn này là khi nó giảm rồi thì nó không hồi phục ha. Khi không hồi phục thì bị thận bị suy thì nó đến những cái chức năng thận nó bị rối loạn, và ví dụ như dẫn đến rối loạn về nước điện giải hay tăng bằng kiềm to, ứ động trong phạm Ag trong máu. Thì trong cái định nghĩa này mình phải nhớ đề điều thứ nhất là suy thận mạn là độ lọc cầu thận giảm trên 3 tháng và nó không hồi phục, nó không hồi phục. Nên khi các anh chị mà làm bệnh án trên lâm sàng đó, cái chị ghi là tiền sử bệnh nhân đã được chẩn đoán suy thận mạn thì mình phía dưới mình thật không cần phân biệt nó với một cái bệnh lý nào khác cả. Nếu như mình không nghi ngờ là mình thấy là cái chỗ chẩn đoán đó là nó mình tin tưởng, mình tin tưởng thì để mình chẩn đoán suy thận mạn trên lâm sàng tiền sử chị muốn hỏi đó, thì chị phải hỏi là thứ nhất là bằng chứng hay bằng chứng là có suy thận hay không và thời gian nó trên 3 tháng hay không. Ví dụ như là bằng chứng cái suy thận, ví dụ mình coi được cái giấy ra viện người ta thì nó suy thận mạn à, trước đó và thời gian nó đủ, hoặc là mình coi được cái xét nghiệm á, xét nghiệm mà mình thấy là chức năng thận nó dưới 60 lít phút ở kéo dài trên 3 tháng thì mình kết luận là suy thận mạn, đó là bằng chứng, thì mình không cần phân biệt nó với bệnh lý khác. Đây là cái hình ha, để anh chị nhìn thì trong này cái biểu đồ này người ta chỉ giúp người ta diễn đạt đến cái tỷ lệ bệnh nhân sử dụng các phương pháp điều trị cho cái thận thôi. Ví dụ như là người ta sử dụng phương pháp lọc máu bằng thận nhân tạo hay lọc máu tại nhà hay thận qua phúc mạc hay là ghép thận gì đó. Thì trong cái biểu đồ này nó diễn đạt như thế, nhưng mà tôi muốn mượn biểu đồ này để cho anh chị thấy là cái số lượng bệnh nhân cần điều trị cho thận nó tăng dần theo từng năm. Trong vòng 20 năm thì thấy nó cái đường dốc nó càng tăng lên. À, vào cái điều lưu ý trong cái bệnh này á, là người ta thấy là suy thận mạn thì nó nhu cảm băng chìm, tức là khi bệnh nhân có một yếu tố nguy cơ gì đó dẫn đến suy mạn giai đoạn cuối, tức là chỉ từ yếu tố nguy cơ này đến giai đoạn cuối
thì nó diễn ra âm thầm lặng lẽ cho tới giai đoạn cuối nó mới nổi lên trên. Do đó chị đã thấy rất nhiều bệnh nhân mà khi đi vào bệnh viện đó là tiền sử trước đây là không có biết bệnh gì hết, không có suy thận gì cả, không biết gì hết. Rồi gần đây tự nhiên đột ngột thấy phù lên thì vào viện chẩn đoán suy mạng giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối thế thì hầu như những người suy mạng giai đoạn cuối như thế đó thì người ta không được kiểm tra sức khỏe định kỳ, nên đã giai đoạn cuối rồi thì phải điều trị phế thận, mà người ta ví cái chất lượng cuộc sống của người suy mạng giai đoạn cuối điều trị phế thận đó là nó giống như chiếc máy bay như thế này, là chất lượng cuộc sống rất là thấp. Thế thì cái định nghĩa mình đã đặt ra là thứ nhất là suy thận mạng trước đây là nó không hồi phục, tức là giảm đến 60 cái dài 3 tháng rồi từ từ nó đi đến đoạn cuối, thì nó không có mình không có thể mà trở ngược nó lại được nữa, không trở ngược lại được nữa, và dần dần đến giai đoạn cuối. Do đó cái vấn đề quan trọng nhất người ta đặt ra là gì, là mình phải kiểm soát ngay từ cái đá của tảng băng này, tức là khi bệnh nhân có nguy cơ thì mình đã kiểm soát ngay cái nguy cơ này, và khi mà nó tiến triển đưa đến tổn thương thận, suy thận rồi đó, thì đây tới giai đoạn đó thì mình sẽ chuyển qua giai đoạn khác và mình sẽ kéo dài thời gian ra. Ví dụ như bắt đầu suy thận mạng dưới 60 rồi, bắt đầu từ dưới 60 mà để lọc máu là dưới 10 ml/phút á, thì khoảng đó mình kéo dài ra, thì chỉ biết là tốc độ giảm độ lọc cầu thận hàng năm nó tùy theo nguyên nhân. Ví dụ như đái tháo đường, người ta thấy là tốc độ giảm trung bình hàng năm là dao động từ 3 đến 8 ml/phút một năm. Thì nếu như mà nó đã giảm dưới 60 rồi mà mình giữ nó mức 3, mức 3 thì năm sau nó còn, ví dụ như nó khởi đầu 55 đi, năm sau nó còn 52, năm sau còn 49, từ 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 như thế, nó dạng như thế. Còn ngược lại mà mình không giữ mức 3 mà bệnh nhân này là mức xấu nhất là mức 8 đi, thì 55 năm sau nó còn có 47, năm sau còn 29, vài năm sau là người ta đã bước vào lọc máu. Máu vậy thì mình nhớ trong đầu mình là khi mình điều trị một bệnh nhân bệnh thận mạng, tức là lát nữa mình học đó, thì bắt đầu kiểm soát nguy cơ, bắt đầu kiểm soát nguy cơ và mình kiểm soát nguy cơ trước, không cho tổn thương thận, hạn chế. Và khi đã tổn thương thận rồi thì mình chuyển qua cái bước là mình sẽ kiểm soát tiến triển của nó để mình ngăn quá trình dẫn đến giai đoạn cuối chậm hơn. Nên nếu các anh chị mà sau này chị có đọc tài liệu của Mỹ á, thì hàng năm có tổng kết á, thì chị thấy là tỷ lệ bệnh nhân mà bị bệnh thận mạng á, là tỷ lệ cao do nguyên nhân đái tháo đường là chiếm cao nhất. Nguyên nhân đái tháo đường nó, nhưng mà trong cái bảng mà bệnh nhân mà lọc máu á, thì nguyên nhân đái tháo đường chiếm rất là thấp. Mình đọc vô mình thấy ủa tại sao nó là nguyên nhân gây cao như bệnh thận mạng mà cái nguy cơ thì nó giai đoạn cuối, mà tại sao mà nó lọc máu thì tỷ lệ nguyên nhân gây đái tháo đường rất là thấp. Thì nếu mình nghĩ sâu hơn thì thấy là vậy thì người ta đã kiểm soát tốt quá trình tiến triển, thế thì bệnh nhân chưa đến giai đoạn cuối, bệnh nhân đã 100 tuổi rồi, phải chết rồi. Thì cái tỷ lệ bệnh nhân lọc máu ra đường trong học thì rất là thấp như thế. Chính vì điều này, chính vì định nghĩa nãy mình nhớ, và cái chính vì cái diễn tiến của bệnh âm thầm như thế này thì người ta mới đưa ra một cái điểm mới năm 2002 học Hoa Kỳ họp, thì tôi đưa định nghĩa mới. Cái định nghĩa này thì trong này anh chị có thấy là nó có hai phần. Phần thứ nhất là suy thận mạng trước đây mình định nghĩa nè, là cái phần thứ hai trong cái bản này ha. Độ lọc dưới 60 ml/phút trên 3 tháng có hoặc không kèm tổn thương thận, thì trong định nghĩa này bệnh thận mạng được chẩn đoán siêu lọc dưới 60 ml/phút trên 3 tháng, và mình không cần bằng chứng gì khác, không cần bằng chứng gì khác. Rồi nó thêm một phần ở trên ha. Trên là mục đích là cái phần trên này để ngăn ngừa những trường hợp mà có yếu tố nguy cơ mà không đưa đến, mình sẽ kiểm soát tốt để mình hạn chế đưa đến độ lọc giảm dưới 60 này nè. Thì cái phần ở trên này là tổn thương thận trên 3 tháng, định nghĩa là bất thường cấu trúc hoặc chức năng thận. Ví dụ như anh chị có một người nào đó đi siêu âm, thì thấy người đó siêu âm lần đầu thấy trong thận có vài nang đi, có vài cái nang. Thì khoảng 3 6 tháng sau ta kiểm tra lại cái số nang thận nó tăng nhiều hơn, có nghĩa là cái chuyện bệnh nhân này bệnh thận đa nang cái cõi như sau. Nhưng mà mình thử chức năng thận á, năng thận thì người ta vẫn bình thường, thì những trường hợp đó bất thường về hình ảnh thì vẫn xếp cho bệnh nhân đó là bệnh thận mạng. Thì cái hai cái định nghĩa này khác nhau thế nào? Thì em chỉ thấy là suy thận mạng thì bắt buộc
trong tiêu chuẩn chẩn đoán phải cách ly thận là độ lọc dưới 60. Còn trong bệnh thận mạng thì thứ nhất là độ lọc dưới 60 là một tiêu chuẩn không cần bằng chứng gì khác. Còn nếu như độ lọc trên 60 nó xem phút để chẩn đoán một bệnh nhân nó bệnh thận mạng thì bắt buộc vào đây có bằng chứng tổn thương thận trên 3 tháng. Trên 3 tháng thì mình sẽ nhớ hai ý nghĩa là nó sẽ khác nhau. Thế thì nếu như mà mình phân giai đoạn của suy thận mạng thì mình sẽ tưởng tượng trong đầu mình là bắt đầu giai đoạn nó sẽ độ lọc nó sẽ dưới 60. Còn nếu mình phân giai đoạn của bệnh thận mạng thì độ lọc của thận nó bắt đầu từ bình thường, từ mức bình thường, còn mình sẽ phân cái đoạn đó. Đây. Thế thì khi đi làm lâm sàng anh chị chẩn đoán bệnh án là bệnh thận mạng hay suy thận mạng đó thì cái đó người ta gọi là hội chứng rồi ha. Ví dụ suy thận mạng phải định nghĩa là suy thận mạng là một hội chứng ha. Vì vậy để mà mình chẩn đoán thành bệnh đó, mình chẩn đoán sơ bộ hay là chẩn đoán cuối cùng thành bệnh đó, thì bắt buộc mình phải cộng thêm nguyên nhân của nó là gì, nguyên nhân nó là gì. Ví dụ suy thận mạng do nguyên nhân gì thì nó thành bệnh, chứ còn chẩn đoán suy thận mạng không là không, chưa phải là bệnh, nó là hội chứng. Thế thì nguyên nhân của suy thận mạng hoặc bệnh thận mạng thì có rất là nhiều ha, rất là nhiều. Bệnh động mạch đái tháo đường, bệnh cầu thận, nhiễm trùng tắc nghẽn, bẩm sinh gia đình di truyền, rất nhiều nguyên nhân. Thì thấy là những cái bệnh lý toàn thân, bệnh chuyển hóa ha, rất là nhiều nguyên nhân thì nó đưa đến cuối cùng là tổn thương ở thận. Trong nhóm nguyên nhân này theo lý anh chị có ba nhóm nguyên nhân thường gặp nhất trên lâm sàng. Nhóm thứ nhất là tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì khi mình chẩn đoán một bệnh suy thận mạng do tăng huyết áp thì trong đầu mình sẽ chỉ ra là trong hai vấn đề nó xảy ra do nguyên nhân tăng áp này. Nguyên nhân thứ nhất là tăng áp này là vô căn hay tăng áp thứ phát, để mình phân biệt đó. Tăng áp này mình sử dụng chẳng là suy thận mạng cho tăng áp vô căn người đã phân theo CNC đó, nó là vô căn thì mình cũng là suy thận mạng giai đoạn gì đó do tăng huyết áp độ máy nó nguy cơ gì theo CNC. Thì nếu suy thận mạng do tăng áp thì nguy cơ nó tăng nguy cơ CH tùy theo chỉ dẫn đó hay CNC 6 là gì bản nào. Thì cái vấn đề này để mình phân biệt thì mình sẽ lưu ý trong cái bài tăng huyết áp anh chị học á, thì anh chị lưu ý là những trường hợp nào mà mình nghĩ đến một cái tăng áp đó là vô căn hay tăng áp là thứ phát, để mình nghĩ bệnh nhân nó tăng áp vô căn hay thứ phát nhiều bên không được. Đó là thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai thì gặp trên lâm sàng là đái tháo đường, thì cái phần này mình sẽ lưu ý cái phần là trong bài đái tháo đường mình sẽ học đó, hoặc anh chị phải tìm trước á. Thì đái tháo đường mình sẽ coi là biến chứng đái tháo đường ở thận là biến chứng gì đái tháo đường và bao lâu sau nó biến chứng. Ví dụ khi mình ghi là tiền sử bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 hay trong 2 năm, 2 năm ví dụ thế, thì mình biện luận là 2 năm đó là nó đủ khả năng là nó gây biến chứng suy thận hay chưa, mà suy thận giai đoạn này hay chưa để mình biện luận. Và nhóm thứ ba thì nhập trên lâm sàng là bệnh cầu thận, thì cái này nó thường sẽ nếu như nó biểu hiện lâm sàng bằng hội chứng thận hư thì chị sẽ rất là dễ dàng chẩn đoán. Còn biểu hiện bằng thận viêm á, thì nó sẽ dễ lầm lẫn với một tăng huyết áp thứ phát. Ví dụ trong bệnh cầu thận mà biểu hiện bằng viêm cầu thận, lát mình học cái bài bệnh cầu thận đó, nếu mà viêm cầu thận mà nó biểu hiện bằng viêm cầu thận thể tăng huyết áp thì nó chỉ biểu hiện bằng tăng huyết áp trên lâm sàng mình khám thôi, ngoài ra không phù không có biểu hiện gì khác ha. Ví dụ như một bệnh nhân đó là đến khám với mình là tăng huyết áp đi, thì mình chỉ đo tăng huyết áp mà mình không nghĩ bệnh nhân đó là một cái viêm cầu thận thể tăng huyết áp thì mình không thử nước tiểu thì mình không phát hiện ra bệnh, thì lúc đó thì sẽ phân biệt thôi, thì nó sẽ liên quan đến một cái tăng huyết áp thứ phát. Thì còn rất nhiều nguyên nhân khác mình chỉ coi thêm. Tiếp theo là về cơ chế bệnh sinh, thì trong bài này đưa ra ba cơ chế bệnh sinh. Thứ nhất là chức năng nguyên vẹn này là giải thích tại sao bệnh nhân có biểu hiện suy chức năng thận, suy thận đó. Thứ hai là cơ chế tiêu hóa cầu thận ống thận, tức là trong cái chức năng nguyên vẹn này nó có nhắc đến là cầu thận và ống thận nó bị cơ hóa, nó bị cơ hóa thì nhắc đến cái cơ chế tiêu hóa cầu thận ống thận. Và thứ ba là cái bilirubin hồi chứng nó tăng, cái này là biểu hiện của lâm sàng thường gặp cho lâm sàng của bệnh nhân suy thận mạng, cái là cầu thận giảm nặng sẽ có biểu hiện của hồi chứng nó tăng.
Thì đầu tiên thấy ông nguyên vẹn này ha, được đề xuất cũng rất là lâu rồi, đã viết sơ đề xuất và được thừa nhận. Thì nó như cái hình ảnh sơ đồ như thế này, sẽ nhớ là khi một người sinh ra trong đời đó thì có bao nhiêu neuron, thì cất cái đẻ sinh ra đời, có tiếng khóc chào đời xong là không sinh thêm cái neuron nào mới. Do đó người ta thấy là số lượng neuron của mỗi người sẽ khác nhau ha, dao động khác nhau. Và ví dụ có người sinh ra có một thận thôi, người ta thấy có người là sinh non là số lượng neuron thấp hơn so với người sinh đủ tháng, thì số lượng neuron nó dao động rất là lớn. Những người bị số lượng neuron ít ha, ít thì nếu có một nguyên nhân nào đó đó, nguyên nhân nào đó nó làm cho neuron nó bị chết, mất chức năng. Ví dụ như bệnh nhân bị lý nguyên nhân của suy thận mạn này, đái tháo đường, tăng huyết áp, nhu cầu thận mạn, năng thận, rất là nhiều nguyên nhân. Hoặc thậm chí bệnh nhân đó bị tai nạn đi, bị vỡ thận, sau cắt mất thận, thì cái thận, một thận còn lại ha, thì nó phải, nếu nó phải bù đắp gồng gánh chức năng của anh đã mất, thì những neuron còn lại còn chức năng á, nó sẽ phì đại về cấu trúc và tăng hoạt động về chức năng. Thì để phì đại cấu trúc nó sẽ qua cái chất trung gian ha, trung gian. Lát mình sẽ coi cái sơ đồ của hai cái biểu hiện của sơ hóa đó, thì nó gây ra sơ hóa các neuron còn lại. Thì trong này chỉ lý mà khi nó sơ hóa cầu thận hoặc chỉ ống thận thôi thì neuron nó cũng mất chức năng. Tế bào này nó xoắn tròn như thế này thì số lượng neuron nó ngày càng giảm dần thôi, cho đến lúc nào đó số lượng neuron không còn đủ khả năng đảm đương chức năng thận thì sẽ làm xuất hiện triệu chứng của suy thận mạn. Đó là cái tạo cấu trúc neuron nguyên vẹn. Thì qua những cái yếu tố trung gian thì nó sẽ làm cho cái cầu thận này nó sẽ bắt đầu hiện tượng là viêm ha. Viêm sau đó nó sẽ nó tăng sinh và cuối cùng là nó sẽ chuyển qua sơ hóa mà mất chức năng. Tương tự ống thận cũng là bắt đầu khởi động bằng viêm, tăng sinh và cuối cùng là sơ hóa. Cái sinh lý bệnh thứ ba trong nhắc trong cái phần sinh lý bệnh này là chứng bệnh hội chứng viêm máu tăng. Thì anh chị lưu ý trong cái phần này là gì, là cái chữ UV làm cho mình lầm lẫn là hội chứng UV máu tăng, mình nghĩ là UV nó tăng thêm và nó gây ra biểu hiện đó. Nhưng người ta thấy là hai chất UV creatinine trên lâm sàng được sử dụng để đánh giá nguy cơ suy thận hay không. Tuy nhiên việc tăng cao của hai chất này không gây ra nhiều triệu chứng lâm sàng và dấu hiệu đặc trưng hội chứng UV máu tăng bệnh nhân suy thận mạn, mà những biểu hiện đó do hàng trăm chất độc khác tích tụ lại và tương ứng với mỗi nhóm chất tăng lên nó sẽ gây ra biểu hiện những cơ quan khác nhau, cho nên chị nhớ là hội chứng UV máu tăng là không phải một mình UV tăng trong máu mà do hàng trăm chất độc khác tụ lại trong máu tăng lên. Trong cái bảng người ta thống kê là yếu tố này bị ứ lại trong máu độc hay không độc á, thì chị sẽ tìm tài liệu thì sẽ thấy là nó sẽ ghi trong đó là creatinine thì độc tính ghi âm, không không có độc, mà UV thì ghi là cộng trừ. Cộng trừ ý nghĩa là gì, ý nghĩa là khi nó tăng thấp thì nó không gây biểu hiện triệu chứng, nhưng nó tăng cao ha, tăng cao ví dụ tăng trên 30 micromol micromol thì nó sẽ gây ra biểu hiện lâm sàng như thế, là mình thấy là nó là cộng trừ, là thấy nó tăng nhẹ thì nó không biểu hiện triệu chứng. Mà hàng trăm chất độc khác thì trong một cái bài review, một bài tổng hợp vào năm 2012 ha, cách đây khoảng 9 năm, thì cái bài này người ta viết về các chất bị ứ lại trong máu thôi, các chất ứ lại trong máu khi bệnh nhân bị suy thận mạn. Thì trong bài này người ta viết hướng đến là trọng lượng của các chất đó, tại vì người ta hướng đến cái vấn đề mà lọc máu đó, vấn đề lọc máu, tức là khi mình lọc định kỳ một bệnh nhân đó, thì thông thường là tiêu chuẩn người ta sử dụng màng lọc lỗ nhỏ, màng lọc lỗ nhỏ ta gọi là low blood, màng lọc lỗ nhỏ hay gọi là từ đó lưu thấp, màng lọc đó lưu thấp. Thì đó màng lọc đó lưu thấp thì nó sẽ cho qua những chất trọng lượng phân tử nhỏ, và những chất lớn hơn nhưng chất trung bình đó, thì nó hạn chế cho qua. Thì cái bài nó viết như thế, thì cái tôi chỉ chiếu anh chị coi những cái bảng này để anh chị thấy là những chất giữ lại trong máu đó, là nhiều hay ít ha. Thì chỉ một số bảng thôi, đây là cái bảng đầu tiên là người ta phân ra là những chất trọng lượng từ nhỏ, tức là những chất này lọc dễ dàng qua màng lọc tiêu chuẩn là low blood á, thì chị thấy là nó cái chất ure là rệ thì nó nằm trong cái bảng này, ure rệ thì nó nằm bảng này, đồng nghĩa là gì, khi
một cái trường hợp mà lọc máu đó, người ta đánh giá hiệu quả lọc máu, người ta dựa vào độ giảm oxy trong máu, giảm ure trong máu, tức là trước khi lọc người ta thử ure, và ngay sau khi lọc là người ta thử ure tiếp. Và nếu ure nó giảm hai cái mức mà trên 65%, ta nói là cuộc lọc này có hiệu quả. Nhưng mà mình nhớ là đối với màng lọc tiêu chuẩn thì những cái chất trọng lượng tiêu nhỏ thì qua rất là dễ dàng, qua rất là dễ dàng. Là 20, anh chị thấy đây là 25, 45 chất ha, đây chất nhóm đầu tiên, 25 nữa là 70 ha, và chất trọng lượng trung trung bình này là 22, 22. Và anh chị biết là từ năm 2010 trở về sau này người ta chú ý đến những chất trung bình này. Và tại sao chú ý? Tại vì trước đây là khi lọc máu bằng màng lọc tiêu chuẩn thì thấy là sau khi lọc xong bệnh nhân có hiệu quả, tức là ure nó giảm đạt hiệu quả, nhưng mà một số biểu hiện triệu chứng đặc biệt về thần kinh người ta không có giảm. Cuối cùng ta mới phát hiện ra là do những chất trung bình này nè, nó gây ra mảnh chất trung bình này qua lỗ nhỏ nó hạn chế, do đó mà từ cái đó người ta mới làm ra cái màng lọc mới, cái lỗ to hơn gọi là màng lọc hai blood, hoặc là đó lưu cao để lấy những chất trung bình này ra. Thì anh chị thấy mới có ba bản thôi, còn nhiều bản khác. Mình thấy là khi một bệnh nhân bị suy thận thì không phải ứ họ chú đâu cần phải mình lên mà hàng trăm chất độc khác giữ lại, ba bản này cộng lại hết 92 chất rồi đó, còn nhiều bản khác hay ứ lại trong máu, tùy theo mỗi nhóm chất tăng lên khác nhau nó sẽ biểu hiện những cơ quan khác nhau. Đang mình nghĩ trong cái phần sinh lý bệnh của hội chứng người máu tăng là vấn đề đó. Ngoài ra còn lưu ý một số cái nữa là khi bệnh nhân bị suy thận đó thì ứ lại nhiều hormone ha, trong này mình sẽ lưu ý cái insulin này. Insulin này phải ứ lại thì khi một bệnh nhân suy thận mạng do đái tháo đường mà mình cần kiểm soát đường huyết bằng insulin, thì anh chị nhớ lưu ý cho liều insulin thì nó sẽ bị ứ lại do suy thận, nên mình lưu ý mình chỉnh liều, chỉnh liều ha, theo mức độ suy thận để tránh bệnh nhân bị hạ đường huyết. Một cái lưu ý trong khi bệnh tiến mở căn người ta được đến là bệnh nhân sẽ dễ bị một cái trục, người ta gọi là hội chứng tiểu dưỡng viêm hoặc sơ hóa hoặc là canxi hóa, tức là hội chứng tiêu dưỡng viêm sơ hóa và hội chứng tiêu dưỡng viêm canxi hóa, tức là cái trục này gắn liền với nhau gây ra những cái biến chứng rất là nặng nề về rối loạn canxi tim mạch đó. Thì tóm lại hội chứng máu tăng là rối loạn chức năng ba lĩnh vực, thứ nhất là tích tụ độc tố, thì chính chỉ coi là hàng trăm chất độc giữ lại đó bình thường được đào thải bây giờ nó ứ lại. Thứ hai là hậu quả của suy giảm chức năng thận thì nó sẽ dẫn đến là rối loạn cân bằng nước, điện giải thăng bằng tiền to và điều hòa hormone, tức là số hormone ứ lại. Thứ ba là tình trạng viêm, cái này liên quan đến biến chứng tim mạch rất thường gặp ở bệnh nhân suy thận mạn. Rồi mình đi qua tiếp theo là yếu tố thận tiến triển. Mình nhớ là giai đoạn sớm hay giai đoạn sớm của bệnh thận mạn là mới có nguyên nhân thôi, ví dụ bệnh nhân đái tháo đường thì mình sẽ kiểm soát đường huyết cho tốt để mình kéo dài thời gian biến chứng thận. Mà tuy nhiên người ta nghiên cứu là đó mình nhân đái tháo đường chỉ có đường huyết tốt thì sau 15 đến 20 năm sau nó vẫn biến chứng thận, thì khi nó biến chứng thận rồi thì mình vẫn tiếp tục kiểm soát đường huyết cho tốt và bắt đầu mình sẽ tìm các yếu tố khi đoạn tiến triển để mình kéo dài thời gian nó giảm tiến triển, nó chậm lại như chậm lại. Thì đối với một bệnh nhân mà nó đã biến chứng thận rồi hoặc là bệnh nhân đã suy thận rồi không hồi phục rồi thì nhiệm vụ quan trọng của mình lúc này mình phải tìm những yếu tố gây suy thận tiến triển để mình kiểm soát nó, để mình ngăn quá trình tiến đến giai đoạn cuối. Thì ở đây người ta chia làm hai 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 là hai bản ha, là có thể thay đổi hoặc không thể thay đổi để mà mình dễ dàng tiếp cận hơn. Thì yếu tố không thể thay đổi thì những yếu tố này nó giúp cho mình tiên lượng bệnh nhân tiến triển nhanh hay chậm thôi, chứ còn mình không thể thay đổi được ha. Đây là những yếu tố ví dụ như di truyền này, chủng tộc, tuổi và giới tính. Thì về di truyền người ta thấy là có một số nghiên cứu như đưa ra là có số kiểu HLA đó nó sẽ ở một số người có kiểu HLA đó nó sẽ bị đái tháo đường đó, thì sẽ đưa đến suy thận nhanh hơn ha, nhanh hơn. Hoặc chủng tộc ha, ở Mỹ nghiên cứu là đối với người chủng tộc da đen đó bị đái tháo đường thì cũng đưa đến suy thận nhanh hơn. Tuổi thì tuổi già ha, còn giới tính thì anh chị nhớ là trong bệnh thận thì
giới tính nam lúc nào cũng thiên lượng bằng hoặc là xấu hơn so với tính nữ hết, giới tính nam là thiên lượng xấu hơn. Vậy thì cái vấn đề mình chú trọng nhất trong cái yếu tố khi nào tiến triển là mình sẽ tập trung vào những yếu tố có thể thay đổi. Thì đây là những yếu tố có thể thay đổi kinh điển đã được ghi nhận và được chứng minh. Hiện tại còn rất nhiều yếu tố khi nào tiến triển ta đang nghiên cứu hay mới thì sau này. Tuy nhiên là giống như là mình phải tập hợp, người ta phải tập hợp rất nhiều nghiên cứu thì người ta tính lại xem nó có ý nghĩa thật sự hay không thì ta mới đưa vào guideline hướng dẫn. Thì đây là những yếu tố đã được công nhận. Thứ nhất là ta huyết áp hệ thống và ta áp toàn thân đó. Thứ hai là rồi tiên niệu chủ đạm. Thứ ba là rối loạn huyết máu. Thứ tư là cái yếu tố liên quan lối sống như thuốc lá, rượu, cà phê và sử dụng các thuốc gây nghiện. Thì cái phần điều trị của mình đối với bệnh nhân mà suy thận mạng chưa giai đoạn cuối á, nên chị chẩn đoán mà bệnh nhân mà suy thận mạng chưa giai đoạn mà phải lọc máu á, thì bắt buộc mình phải kiểm soát yếu tố suy thận tiến triển này. Thí dụ như là mình ghi là bệnh nhân không cho bệnh nhân hút thuốc lá thì ở trên mình phải ghi là tiền sử bệnh nhân hút thuốc lá thì dưới mình phải ghi bệnh nhân hút thuốc lá, mà tiền sử bệnh nhân uống rượu thì dưới mình phải ghi bệnh nhân uống rượu. Và chị không ghi gì cả, mình chị cứ dở ra chị ghi vào thì nó bị sai đi, tức là bệnh nhân có gì mình sẽ điều chỉnh vấn đề đó. Tiếp theo là phần lâm sàng hội chứng thêm máu tăng. Thì trong này anh chị sẽ lưu ý cái bảng của anh chị thì nó ngắn như thế này tại vì cắt ngắn vừa đủ trang ha. Đây là loạn nước điện giải, lệnh da, nội tiết chuyển hóa, thần kinh cơ, tim mạch, phổi, tiêu hóa, tập miễn dịch, anh chị thấy chỗ nào cơ quan nào cũng bị tổn thương hết. Trong bảng này mình lưu ý vấn đề gì? Trong bảng này mình lưu ý sau những chữ thân biểu hiện triệu chứng nó có những chữ Y, chữ B và chữ D. Anh chị nhìn cuối bảng là đầu trang tiếp theo đó, có giải thích là chữ Y là chữ gì, chữ B là chữ gì, chữ D là chữ gì. Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm làm biểu hiện nào sẽ bắt đầu xuất hiện, bữa nào ở nhân tiên mạng bắt đầu xuất hiện khi bệnh nhân bắt đầu điều trị thận nhân tạo như thế thì sẽ coi cái chuyện nó kiểu gì ha. Thì mình sẽ lưu ý cái vấn đề này, cái bản này và trong cái ngân hàng câu hỏi nó có khoảng 10 10 đến 12 câu hỏi nằm trong cái bản này ha. Cái bài này nó còn 100 câu thì bản này nó khoảng 10 câu trong đó. Không biết là máy tính bắt hỏi như không biết nhiêu câu nhưng mà lưu ý những cái vấn đề này. Tiếp theo mình sẽ đi vào biểu hiện lâm sàng chính trên lâm sàng mình hay gặp và cơ chế của nó. Đầu tiên là phù. Thì phù ở nhân trên mạng thì từ phù nhẹ đến phù nặng, phù nhẹ phù nặng. Trong đó là cơ chế bệnh sinh của phù thì có nhiều cơ chế. Trong đó cơ chế chính gây phù là ứ muối và nước do giảm huyết lọc vào thận là cơ chế chính. Còn ra ngoài ra còn nhiều cái khác, ví dụ như bệnh nhân tăng huyết áp thành mạch nè, tăng huyết thấm hệ thống mao mạch ngoại vi nè, hay hoặc là một bệnh nhân mà bị suy thận mạng như hội chứng đơn thư đi thì người ta bị giảm đạm máu hay giảm lực teo trong máu gây ra phù, nên là rất nhiều cơ chế gây phù. Trong đó cơ chế chính là ứ muối và nước, và ứ muối và nước này nó gây ra một cái hiện lâm sàng nữa, nó cũng là cơ chính của hiện lâm sàng nữa của bệnh nhân thường mạng rất hay gặp, và 80% bệnh nhân suy thận mạng là bị tăng huyết áp. Thì tăng ứ muối và nước nó vẫn là cơ chế chính. Vì thế khi điều trị đó người ta cũng phải mình nhớ là điều trị tăng huyết áp bệnh nhân thường mạng thì mình phải hạn chế muối và nước, và cái thuốc đầu tay mình điều trị cũng là thuốc lợi tiểu tại vì cơ chính là ứ muối và nước. Ngoài ra ngoài ứ muối và nước nó còn nhiều cơ chế khác nữa, ví dụ như liên quan hệ về miếng ăn trôn trên testosterone này, thần kinh giao cảm này, cái đô xít endothelin này, insulin hoặc sơ cứng động mạch ha, cái động mạch. Thì anh chị sẽ thấy là rất nhiều bệnh nhân mà vào viện là không có thừa nước gì cả, nó vẫn có cao huyết áp thì mình sẽ nghĩ đến là cơ chế khác ha. Lúc đó thì không phải là giải chữa thuốc đầu tay nữa mà mình sẽ sử dụng thuốc khác. Mình nhớ là đa số bệnh nhân tăng huyết áp là do ứ muối và nước. Tiếp theo một biểu hiện triệu chứng lâm sàng thường gặp nữa là nó liên quan đến sơ đồ này. Đây là một sơ đồ diễn đạt một cái quá trình phát triển thành hồng cầu trong tủy xương ha.
21 ngày, một ngày quá trình làm việc đây và thành lòng cầu, thì trong này mình sẽ nhớ đến cái, mình sẽ nhìn thấy chất màu hồng hồng này là erythropoietin. Erythropoietin này là chất được bài tiết bởi tổ chức cạnh cầu thận, nó liên quan đến chức năng nội tiết của thận đó. Thì bài tiết dưới cạnh cầu thận thì nó có vai trò giúp việc hóa hồng cầu trong tiểu trường. Thì khi mà bệnh nhân bị suy thận đó thì giảm bài tiết erythropoietin này, thì khi giảm bài tiết erythropoietin này thì hồng cầu nó sẽ giảm việc hóa. Thì những hồng cầu nó không việt hóa được đó, thì nó sẽ chết theo chương trình. Ở hồng việt hóa được thì số lượng nó ít thì nó sẽ việt hóa, do đó lượng hồng cầu trên da sẽ ít, nó sẽ ít dẫn đến triệu chứng lâm sàng tiếp theo của suy gan mạn là thiếu máu. Thiếu máu, vậy thì câu hỏi là cơ chế chính gây thiếu máu như suy gan mạn là những nguyên nhân gì, thì mình sẽ trả lời ngay là do thiếu gì, thiếu erythropoietin. Ngoài ra còn có nhiều cơ chế khác gây ra thiếu máu những suy gan mạn bên cạnh thiếu erythropoietin. Ví dụ bệnh nhân bị ứ những chất độc, hồi nãy mình chiếu lên mình coi đó, thì khi những độc tố nó ứ lại thì nó gây ra ức chế tủy xương ha. Tủy xương nó đã chiếu rồi thì nó giảm việc hóa rồi còn ức chế nữa. Thứ hai là hồng cầu nó sinh ra ngoài mà nó sống trong môi trường có độc chất thì nó chết sớm hay tán huyết. Thì người ta nghiên cứu nó thấy là hồng cầu mà truyền vào gì đó với người mà suy thận có những cái chất độc trong máu á, thì trong hội chứng đờ máu tăng á, thì người ta thấy là nó sống khoảng 55 đến 60 ngày thôi, ăn sống ngày thôi. Và ngược lại người thấy là lấy hồng cầu đã nuôi trong môi trường bình thường thì nó sống vẫn bình thường. Thì người ta kết luận là do những độc tố nó gây ra cái chết hồng cầu sớm hơn là tán huyết. Hoặc là nguyên nhân khác như là bệnh nhân bị xuất huyết chảy máu mất máu, hoặc là do bệnh nhân suy thận nặng quá ăn uống kém dẫn đến thiếu nguyên liệu ha, như thiếu sắt, folate, hoặc bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng, ăn nhiễm trùng gây rối loạn quá trình sử dụng sắt. Thì mình nhớ là thiếu máu nhân suy gan mạn thì có rất nhiều nguyên nhân. Thì trước khi điều trị thiếu máu bằng erythropoietin theo cơ chế chính thì mình phải kiểm soát được những yếu tố khác trước khi bước vào điều trị. Nhắc và điều trị nhắc lại, sức huyết trong hệ huyết học thì nó sẽ liên quan chủ yếu đến giảm chất lượng tiểu cầu ha, tiểu cầu liên quan đến giảm chất cơ mô. Ngoài ra còn nhiều cái nguyên nhân khác như huyết, như yếu tố trong máu không quan trọng ha, hoặc là liên quan đến cái dính tiểu cầu và tế bào nội mạc. Một cái biểu hiện lâm sàng nó liên quan đến chức năng nội tiết nữa của thận á, nãy mình nhớ chức năng nội tiết thận là tiết erythropoietin rồi, bên cạnh nó còn tiết ra một cái men giúp chuyển hóa 25 hydroxyvitamin D thành 1,25 dioxyvitamin D. Chất mà 25 dioxyvitamin D này nè, nó sẽ kích thích quá trình hấp thu canxi ở đường tiêu hóa. Vậy thì khi bệnh nhân bị suy thận thì giảm tạo thành cái chất này, giảm chức men chuyển hóa, thì giảm thành cái chất thành 1,25 dioxyvitamin D này, thì nó sẽ giảm hấp thu canxi đường tiêu hóa, dẫn đến là canxi máu giảm, nó giảm. Bên cạnh đó khi bệnh nhân bị suy thận thì người ta thấy là bài tiết phosphat bị giảm. Và anh chị nhớ theo sinh lý đó, khi mà hệ số canxi phosphat nó là hạn định, mà khi mà chất này càng càng tăng thì chất giảm. Cái đó phosphat này nó sẽ biểu hiện là nó giảm hai tiết, cho nên nó tăng lên trong máu thì canxi máu sẽ càng giảm tiếp nữa. Thì canxi máu giảm đó, thì cơ thể mình sẽ phản ứng bằng cách nào, sẽ kích hoạt chỉ đạo của tuyến, ta gọi là tuyến cận giáp này nè. Tuyến cận giáp này nó bài tiết hormone cận giáp là BTH. Thì BTH này nó có nhiệm vụ này, nó huy động canxi từ trong xương lên ra, vậy thì khi nghiên cứu cho mình nhớ mình nghe trên mạng thì người thấy là trong giai đoạn sớm á, thì nó có hiện tượng là giảm canxi trong máu, nhưng khi giai đoạn muộn á, thì canxi máu nó sẽ trở về bình thường, nó trở bình thường. Tại sao trở bình thường? Tại vì lúc đó nó đã kích, khi nó canxi máu nó giảm, nó kích hoạt cái tuyến cận giáp rồi, thì nó bài tiết hormone cận giáp thì nó sẽ huy động canxi ra, thì canxi trong máu nó sẽ trở về bình thường. Thậm chí một số trường hợp mà tuyến cận giáp này nó bị kích thích quá quá mạnh, nó sẽ bài tiết quá nhiều hormone cận giáp. Thì khi mà nồng độ hormone cận giáp trong máu tăng trên 10 lần so bình thường, tức là trên 300, thì lúc đó ta gọi là cường cận giáp thứ phát, đó là một biến chứng cường cận giáp thứ phát. Thì cường cận giáp thứ phát, một trong những biến chứng nặng khi bệnh nhân có cường giáp thứ phát đó là khi động canxi nhiều hóa quá
thì trong xương máu nó nằm nồng độ quá cao thì nó lắng tụ vào trong những mô mềm gây ra một hiện tượng là vôi hóa ngoài xương, hóa ngoài xương. Như hình ảnh đầu tiên thì thấy là nó sẽ vôi hóa ở mạch máu ha, máu ở phổi, khớp hay là biểu hiện ngoài da. Thì khi bệnh nhân có hiện vôi hóa ngoài xương này thường là tiên lượng rất là nặng ha, tiên lượng nặng là tử vong, tử vong sẽ rất là tiên lượng tử vong vong rất là cao. Và một trong những pháp điều trị là người ta phải cắt tuyến khóa giáp hay tuyến tần giáp đi để điều trị. Tiếp theo là các biểu hiện ở đường tiêu hóa. Thì trong biểu hiện này thì tôi nói về một cơ chế trên thì đọc thêm, tức là hồi nãy mình nói ure, nãy tôi nói là ure trong cái bảng nó phân giai đoạn á, phân mức độ độc có hay không á, thì người ta chia là người ta ghi là cộng trừ đó. Thì khi nó tăng quá cao ha, thì nó gây độc tố. Thì gây độc ở đâu? Gây độc đường tiêu hóa. Thì khi nó tăng cao như thế thì nó sẽ tăng bài tiết qua đường tiêu hóa. Khi tăng bài tiết qua đường tiêu hóa thì nó sẽ kích thích niêm mạc đường tiêu hóa, toàn bộ đường tiêu hóa luôn bị kích thích, thì nó sẽ gây ra hiện tượng là viêm loét đường tiêu hóa. Rồi ví dụ ở miệng thì ngoài viêm loét miệng đó nó còn tăng bài tiết qua nước bọt, thành ra bệnh nhân có thể gây ra cái hơi thở mình nghe mùi ure ha. Hay là dạ dày thì nó sẽ gây ra là viêm loét dạ dày, cái kích thích dạ dày. Ruột thì gây ra là tiêu chảy hoặc là tiêu đạm máu, cơ chế lắng đọng ure trong niêm mạc dạ dày. Tiếp theo là về rối loạn về nội tiết chuyển hóa. Thì trong này cũng nhắc lại là bài tiết insulin ha, mình lưu ý cũng nhiều. Thứ hai là nó mình cũng nhớ là đi lâm sàng anh chị sẽ gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân đái tháo đường, trước đó phải sử dụng thuốc kiểm soát đường huyết, ví dụ dùng lượng insulin liều rất là cao, nhưng mà càng suy thận thì đường huyết càng giảm, và có thậm chí trường hợp bệnh nhân là đường huyết bình thường, HB1C bình thường mặc dù không sử dụng thuốc hạ đường huyết gì cả. Thì mình giải thích thế nào? Thì người ta giải thích thứ nhất là insulin này ứ lại, khi thận càng nặng thì ứ ứ lại càng nhiều, nó không đợi mà nào thải được thì ứ lại nhiều. Thứ hai là khi thận càng nặng thì bệnh nhân ăn uống càng kém, cái đường huyết nó không tăng lên được, nó giải thích người ta hỏi. Đối với đó là người nội tiết nữa là người ta sẽ thấy là đối với nữ thì khó khả năng mang thai ha, là phổ biến, hoặc là khi mang thai rồi thì thường là thai chết lưu, còn nam giới thì giảm nồng độ testosterone ha, dẫn đến cái rối loạn chức năng tình dục.